xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì có đến nhà anh Mạnh Trọng nhá. Anh này như ở Thanh Trì, Hà Nội. Đến lắp đặt cho bác một bộ dàn khá là cao cấp anh em thấy không ạ? Hai cặp loa full 30. Đó, TV-12 anh em nhá. Đó. Một súp. Đó, súp hơi 40 TV-15S nhập khẩu lưới anh em có tích. Đó. Một Việt cây anh em nhá. Đấy, một Việt. Đấy, KTV. KTV. Dàn máy thì sẽ có quản lý nguồn này. Đó. Mic vang số kênh 180. Lưng tiếng BBE 72 con 8004S anh em nhé. Thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.